Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome. Ở video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kỷ niệm sau 4 tháng mở bán tại Vinhome Vũ Yên. Ngày 21 tháng 3 năm 2024 và ngày hôm nay mình trở lại cũng là ngày 20 tháng 7 năm 2024. Đợt này trở lại thì mình có dẫn đoàn câu lạc bộ khách hàng Elite, khách hàng tinh hoa của những khách hàng đã đang sở hữu bất động sản Vinhome và chủ đầu tư có tổ chức trong những chuyến đi du lịch, đi ghé thăm các cái dự án mới và thăm trực tiếp tại dự án tại nhà máy VinFast để thắp lên một cái ngọn lửa mãnh liệt tinh thần Việt, và đặc biệt là chúng ta cũng sẽ thấy một sự lan tỏa tình yêu Vin đối với những cái quý cư dân đã và đang sở hữu bất động sản Vin. Chúng ta đang đi trên con đường hạnh phúc. Cách đây thì mình có một cái status là khi mà 4 tháng trước đây xuống đây toàn đất thôi. Bây giờ thì xuống đến đây thì thấy nhiều cái hạ tầng cơ sở và đôi khi thấy một cái tình yêu Vin, các bất động sản Vin càng lớn lên. Qua những cái thước phim, những cái video lần đầu tiên mình xuống dự án trải nghiệm, đâu đó cũng được đến hơn 7.000 view và cũng được nhiều các khách hàng kết nối, và mình cũng có những khách hàng tại đây. Đâu đó hình như là fan Vin đi đâu cũng gặp nhau, cũng nhìn nhận chung cái điểm chung kết nối. Trong đoàn lần này thì những cái câu lạc bộ khách hàng Elite từ Hà Nội, những cái dự án như Vinhome, đây chúng ta đang đến đây là cái toàn cảnh, ví dụ chúng ta chuẩn bị rẽ vào cái cầu Mánh Chai, nhìn từ trên cao, cái cung đường chúng ta vừa đi là cái đường trên cái đường Hạnh Phúc, đây cái cầu Mánh Chai này, dự kiến là tháng 5 năm 2025 sẽ đi vào vận hành, sẽ kết nối đem lại cái hạ tầng đồng bộ cho dự án. Điều đặc biệt là chúng ta cũng thấy cái tình yêu lan tỏa của các quý cư dân, ví dụ như là từ Ocean Park 1 này, Riverside này, hay là Smart City này, thì mình dẫn đoàn các cô chú anh chị thuộc cái câu lạc bộ đấy, và khi chủ đầu tư có thư mời thì các bác cũng đăng ký sớm nhất, và chủ đầu tư cũng có những cái chuyến đi, mà trong đó mình cũng gặp rất nhiều người sở hữu nhiều bất động sản. Chẳng hạn như họ cũng, cô chú anh chị cũng sở hữu cả bất động sản Eco Park nữa cơ. Nhưng mà là một cái sự phân tích và đón nhận cái cơ hội đầu tư hay nhìn nhận trên cái bình diện tổng thể của các chủ đầu tư lớn. Chúng ta đang đi cái tuyến đường là tuyến đường này, tuyến phố đi bộ hiện tại thì đang đánh giá là dài và đẹp nhất Việt Nam. Và đến bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy là trong vòng 4 tháng thôi, với bởi hiện tại thì chủ đầu tư đang mở là 6 phân khu mở bán, có 10 phân khu thì là phân khu Tài Lộc mở bán đầu tiên, có 1.868 căn trên cái tuyến đường, có 3 cái tuyến đường Hạnh Phúc, Tương Lai và Tia Sáng. Thì chúng ta cũng thấy những concept thiết kế, và mình vẫn nói với các bạn là một câu chuyện là kỳ tích. Ban quản lý cũng đã có những quyết định thành lập ban quản lý rồi. Và đây chúng ta đang bước chân vào theo lịch trình, đến đây chúng ta dừng lại cái đoàn ở chỗ đây là công viên Ca Park. Thế thì mình cũng tranh thủ chụp những cái bức ảnh để đánh dấu sau này trở lại dự án. Những cái lần mình thật sự là cũng bận, chứ nếu không thì mình cũng rất là muốn xuống dưới này. Vì khách hàng với những cái sự nhìn nhận cơ hội đầu tư tại thành phố cảng thân yêu. Thì câu chuyện là chúng ta sẽ thấy một cái sự thần tốc và kỳ tích. Trước đây nếu như ở đây chúng ta sẽ thấy một cái giá trị nữa, ví dụ như Ocean Park 2 thì sau 5 tháng mà bán, từ ngày 28 tháng 4 và ngày tháng 9 là bàn giao căn đầu tiên ở Trà Nam 5, thì sau 5 tháng thì đến bây giờ thì theo mình nhìn nhận thì sắp tới chắc trong tháng 7 này thôi, chủ đầu tư sẽ bàn giao những căn đầu tiên tại phân khu Tài Lộc. Và thậm chí các bạn xuống đây, những cái tuyến phố, những căn ở cái vị trí đắc địa thì chủ đầu tư đưa vào vận hành ngay để khai thác. Gọi là chúng ta thấy mỗi một cái dự án Vin đều có sự kế thừa nhưng có sự khác biệt. Đâu đó mọi người còn hoài nghi những cái giá trị bất động sản hoặc là cái thời điểm so sánh. Nhưng bây giờ thì chúng ta xuống đây, chúng ta nhìn bằng những hình ảnh thực tiễn. Trước đây mình xuống thì chỉ là những tường đá gạch cát thôi. Bây giờ thì chúng ta thấy một sự khang trang sạch sẽ, và cũng hôm nay cũng cảm ơn là cái thời tiết rất thuận lợi để chúng ta nhìn thấy một cái khung cảnh rất rất đẹp. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là phân khu Tài Lộc này, đảo Vua này, đấy, và Miabi, Goldland đã được mở bán, đâu đó là 6 phân khu. Và tại thời điểm mình xuống tại dự án lúc này thì chủ đầu tư đang mở bán là phân khu Hoàng Gia, có 1.134 căn, và trong 2 ngày mở bán thôi đã khớp lên đến
315 căn, mà những giá trị ở đấy thì đâu đó tầm 17 đến 60 tỷ một căn. Chúng ta cũng sẽ thấy những giá trị mà Vin đã và đang kiến tạo mà giành được sự tin yêu của những quý nhà đầu tư ở bất kỳ thời điểm nào. Chúng ta nhìn thấy sự thần tốc và kỳ tích trên cái công trường và tiến độ đâu đó là luôn luôn chinh phục những giá trị đấy, và được sự kết nối của những cộng đồng nhà đầu tư luôn luôn dành sự tin yêu. Sự thống kê đâu đó là 62% là người Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên đến với bất động sản Vin, cũng tự hào là quê hương mình đi gặp. Hôm đấy thì trên xe thì gặp cũng toàn những cô chú anh chị là thật sự là cư dân Vin Ocean Park 2. Đôi khi là gặp nhau trên YouTube nhiều, nhưng hôm đấy mẹ gặp nhau thật. Thì cái sự chia sẻ và gắn bó. Cũng trở lại một câu chuyện là cũng có nhiều cô chú anh chị là có nhiều cái bộ sưu tập những giá trị tài sản, ví dụ như đầu tư, nhiều chủ đầu tư như là Sibucha, như là Eco Park, nhưng mà đều dành trên xe cũng đều dành cái tình cảm cho bất động sản Vin. Thứ nhất về tiến độ, thứ hai là sự quan tâm của chủ đầu tư sau bán hàng. Đâu đó mọi người được kết nối thành cộng đồng để chia sẻ những cái giá trị, thậm chí là những chuyến đi xe đến với nhà máy VinFast để lan tỏa những giá trị, và mình thấy đó là một sự kỳ tích. Đâu đó mùng 2 tháng 9 năm 2017, chủ đầu tư VinFast mở nhà máy, khởi công nhà máy VinFast, bất đấy còn biết bao nhiêu sự hoài nghi, nhưng đến đâu đó đến đấy bằng những cái thực tiễn, bằng những giá trị của Vin và tạo kiến tạo nên một cái thương hiệu Việt ở đẳng cấp quốc tế, một mã chứng khoán được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ, và đến bây giờ đi bằng cái sự trải nghiệm thực tiễn, bằng những chiếc xe lăn bánh và bằng những giá trị mà Vin có một sự kiến tạo nên một cái hệ sinh thái. Thì đâu câu chuyện thì cũng có thể là những giá trị bất động sản, nhưng bên cạnh đó nó cũng là một cộng đồng, đâu đó một cộng đồng nhà đầu tư tinh hoa này, câu bộ lạc bộ làng sống xanh này. Rồi sắp tới thì ở đây cái sân golf này cũng là một cái nền tảng mà đâu đó nếu như các bạn đầu tư vào Ocean Park 2 thì chúng ta cũng có sẽ những cái sự được miễn phí và sân tập golf, và có những chính sách bán hàng, có những thẻ bán hàng cho nhà đầu tư nước ngoài chẳng hạn, thì chúng ta cũng có những thẻ giá trị sử dụng trên toàn hệ sinh thái của Vin. Ấy đó là những cái mà trên xe mình cũng nghe cô chú anh chị. Mặc dù các cái câu chuyện của thị trường luôn luôn có những cái thông tin, nhưng mà đâu đó chúng ta cùng thấy một cái sự đến đây trải nghiệm thực tiễn, đến với nhà máy VinFast, đến với những công trường không phải là từ quá khứ dựng xây, và đến bây giờ cả những công trình mới nữa. Thì tất cả đây là một sự trải nghiệm. Thật ra thì mình cũng trải nghiệm qua từ gắn bó từ dự án hoặc những thước phim flycam của những đồng nghiệp quay lên. Nhưng mà khi mỗi một lần như Ocean Park 2, Ocean Park 3 mình một tuần là thấy một sự khác biệt. Thì ở đây cũng vậy. Sau 3 tháng mình, sau 4 tháng mình xuống thì cũng là một sự ngỡ ngàng. Nhưng đâu đó cái tình yêu dành cho sản phẩm hay những cái giá trị khác biệt khi bắt tay với những sản phẩm của Vin thì mình thấy thật sự là một sự tin yêu. Bên cạnh đó, các bạn cứ nếu như các bạn đã đăng ký là thành viên của câu lạc bộ Elite thì các bạn cũng sẽ có thư mời, chủ đầu tư sẽ tổ chức nhiều đợt khác nhau, chúng ta cùng nhau lan tỏa. Và đặc biệt trong cái đợt tour này thì chúng ta được trải nghiệm qua từ sân golf này, sau đó đến học viện cưỡi ngựa Hoàng gia. Đâu đó các bạn có những trải nghiệm thật thực tiễn thì các bạn sẽ thấy những con ngựa giá trị đến triệu đô, mà nhìn từ ánh mắt của ngựa thì cực kỳ khôn. Mình đánh giá là những cái cử chỉ đấy, cái trải nghiệm thực tiễn sẽ đem đến những bạn những giá trị tuyệt vời nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.